Chết tê tái. Hello mọi người, thì hôm nay á Vinh X qua mượn anh Minh đồ đi tour. Nói chung đi tour không có đồ để mượn thôi. Với lại sẵn tiện á là Vinh X biết là mọi người có một câu hỏi rất là muốn hỏi anh Minh, nhưng mà hôm nay thay mặt mọi người mình đi hỏi luôn. Giờ đi vô nè. Chị đi lạc hả? Hả? Lạc đâu? Chị lạc vào tim em. Rồi mình. Ủa? Cơn gió nào đưa em tới đây vậy? Cá độc. Hèn chi bữa giờ bão không là bão. Sao qua tới đây làm gì nữa? Nói chung là yên lành em đâu kiếm anh chi đâu, phải có chuyện em mới kiếm chứ. Nói chung là em sắp đi tour nhưng mà em không biết chỗ nào mua mấy cái linh tinh như là giáp, nón, phụ tùng, xe rồi. Lẽ mỗi lần vậy em hỏi anh, cứ hỏi hoài, nhiều khi anh bóc ông trả lời nữa. Thôi anh cho em cái chỗ mua luôn đi, anh có biết chỗ nào mua không? Chỗ nào bán chứ lộn, chỗ nào bán nó đem đi mua. Chỗ nào mua thì em mua, chỗ nào bán thì người ta bán. Người ta bán thì em mua. Thì cái chỗ mà bán người ta bán. Thì người ta bán thì em mua. Thì em tới chỗ bán em mua. Thì anh cho em cái chỗ bán á. Thì cái chỗ bán đó. Ở đâu? Thì cái chỗ người ta bán đồ. Ở đâu? Thì cái chỗ người ta bán đồ đó. Ở đâu? Chắc ký nhà anh quá. Giỡn thôi. Chứ anh á, anh hiện đặt một cái web, có nghĩa là cho mấy bạn của anh á lên đó tham khảo mua xe luôn. Và theo anh biết là cái web đó hiện tại đó, đó bây giờ anh mở cho em xem nè, là hiện tại á là có rất nhiều người mua bán ở trên đó mà rất là uy tín, đó là đây, imotobuy.vn. Thấy chưa? Anh giới thiệu cho em nha. Cái này á là ở những nước phát triển á, giống như Malaysia nè, Thái Lan, Singapore, đặc biệt là Thái Lan á, dân chơi xe Thái Lan không là người ta xài cái này rất là nhiều. Là lên đây á em có thích xe nào, ví dụ em thích đó, thích xe nào bấm search vô là nó hiện ra xe đó. Rồi em thích phụ tùng, áo giáp, nón đó đều trên đây đều có hết. Thấy chưa? Đó là không cần đi đâu hết. Đó mà nó rất là uy tín nha. Ở đây nó rất là kiểm duyệt, rất là chặt chẽ. Chứ không phải mà như mấy quen trên web khác mà bán ba xe tàu lao rồi xe đâm đụng tới ngã rồi ba cái đồ rách đồ á đó. Ở đây nó kiểm duyệt cực kỳ chặt chẽ luôn, nên á em mua đồ ở đây rất là yên tâm. Mà ví dụ bán hay mua thì nó có thu phí mình không? Không, miễn phí 100% luôn. Mà anh quên nói em cái này nữa anh nghe, biết cái trang web ở trên đây thì anh đăng lên là toàn bộ miễn phí luôn, không có tốn phí gì hết á. Rồi người mua người ta thích ta vô mua thôi. Mà đặt thì như em con gái đúng không? Thì như em con gái thì em á có thể lên đó mua rất là đơn giản, dễ dàng mà khỏi bị lừa gạt nữa. Đó thì anh mới tạo cái gian hàng ở trên cái iMotorbike này luôn. Thì anh có để link đó, mọi người nhớ đăng ký vô cái gian hàng của anh. Ồ nhưng mà nói chung giờ em mua đâu kịp ở đâu, nên ý chính qua là mượn đồ mà. Anh cho em mượn bộ giáp đi, với lại ba lô nữa. Gì? Nón nữa, với lại giày nữa, với lại cái túi đeo hông luôn. Còn anh là em mượn luôn đi. Còn anh là em mượn đi. Mượn không xài được mượn chi. Rồi thôi, để anh kêu mấy đứa em nó lấy đồ cho em ha. Ok. Cô nhìn cái gì vậy? Dạ. Lên cái hộp xa. Quân bài luôn.
chị đi tour nhóm ai mang ba lô đúng hướng nha, chứ đi về mà ngược hướng là người ta gọi ba lô ngược á. Tại sao lại mang ba lô ngược? Ủa điều gì mọi người gì vậy? Không phải điều gì nữa, kỳ lắm luôn á. Ôi trời ơi, quá luôn, nhìn quá gắt luôn. Cười gì mà cười. Đây, đây thêm một cái nón nữa để trang bị đi tour cho nó ok. Khi mà mình đi tour á, cho mượn. Cho chứ, cái này cho mượn. Đây, khi khi mà em đi tour em phải trang bị những cái này đó, thì em mới là ok. An toàn cho bản thân của mình. Hello anh em, thì Genix đã về rồi. Thì bây giờ mình sẽ tâm sự với anh em ha. Theo mình đăng ký cái website imotobike.vn này, và đặc biệt website này có gửi đến những món quà cho những bạn xem kênh của mình khi mà đăng ký vào link dưới đây đó. Quà gì thì mình không biết nha, nhưng mà chắc chắn những anh em xem kênh của mình sẽ có quà. Và đặc biệt một cái điều mà mình chia sẻ cho những anh em biết luôn nha, những anh em mà buôn bán không những xe mà còn phụ tùng xe, hoặc là nón bảo hiểm hay là quần áo giáp, anh em đăng lên đây rất là có lợi. Bởi vì cái này á, là ở những nước Thái Lan, Singapore, những nước mà chơi xe nhiều á, Malaysia, người ta đã áp dụng lâu lắm rồi. Bây giờ mình mới có. Thì cái này rất có lợi, không những người bán như mình mà những người mua cũng có lợi nữa. Chúng ta lên đây có, chúng ta có thể tìm được những sản phẩm ưng ý đó, và đặc biệt rất là ok. Mình thấy là chất lượng rất là ok ha. Việt Nam mình bây giờ mới áp dụng, quá trễ rồi. Thì bây giờ mình không có nói nhiều nữa, bây giờ mình cũng lên cái gian hàng của mình để mình đăng đồ xe đồ này nọ, có cái gì bán cái đó, có xe bán xe, còn lỡ bán hết thì mình đăng mình bán luôn. Rồi tạm biệt anh em nha, cảm ơn anh em rất là nhiều.